Mến chào ông bà cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh Xứ Người Hôm nay mình sẽ đi lên cái vùng gọi là Đại Lộ Cá Ông Lớn Hay có một cái tên khác nữa là Rừng Redwood Rừng Gỗ Đỏ đó các bạn Thì đây đây là mình đi vô cái khu vực Redwood National and State Parks nè các bạn Nó là đây là khu vực rừng gỗ đỏ, à, nó rất là dài rộng mà mà rất là đẹp các bạn, à, hai bên là toàn bộ là gỗ đỏ không đó, à, nó gọi là redwood, à, thì à, cảnh rất là đẹp, à, đây là thông gỗ đỏ, à, một loại à, thông quý đó các bạn thì cái con đường này là có những cái cây những cái cây mà các bạn thấy những cây nhỏ nhỏ này thì là nó mới có sau này ha còn mình sẽ đi các bạn sẽ nhìn thấy được có những cái cây nó rất là to bự lắm bự mà mình dọc hai bên đường đó như cây này nè cũng tương tương đối ha đó rồi à, mình cứ đi một hồi mình sẽ thấy có những cây nó rất là to to lắm luôn các bạn à, chắc cũng cỡ bốn năm người à, nối vòng tay lớn á, thì mới 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 vừa với cái thân cây đó đó các bạn thì à, bây giờ mình cứ đi từ từ để mình ngắm ha rồi à, lát nữa mình cũng sẽ kiếm chỗ để mà mình xuống mình À, quay mình à, tham quan rồi à, mình đo thử coi cái cây đó nó nó bự cỡ nào nha các bạn đó các bạn nhìn thấy á đây là toàn bộ là gỗ đỏ không đó các bạn thông gỗ đỏ à, các bạn nhìn có thể các bạn nhìn thấy được đó à, có một số thì nó bị à, rong rêu bám á, cho nên là mình không có nhìn thấy à, gỗ đỏ nhưng mà cái vỏ nó có cái vỏ thân ở ngoài á, và cho nên cũng khó nhìn à, thấy nó được à, gỗ đỏ lắm. Nhưng mà mình sẽ à, à, cố gắng mình à, quay cho các bạn coi các bạn nhìn thấy được. Ở đây là toàn bộ là khu này là khu rừng gỗ đỏ không đó. Có nhiều cây nó à, à, bị rỗng ruột luôn đó các bạn các bạn nhìn thấy đường đẹp không? rất là đẹp ha giống như là trong à, à, cổ tích vậy đó mấy cái à, cây này là rất là đẹp luôn mà con đường của nó rất là đẹp nè nó dài dài sâu hun hút vậy đó nhưng mà hai bên là à, cây thông không thông gỗ đỏ đẹp mà nó mát rượi luôn á các bạn hôm nay mình đi thì tương đối trời đẹp cho nên là à, nó có nắng đó à, nên mình quay rất là nhìn nhìn cảnh nó rất là đẹp ha sáng sủa Mở cho các bạn coi đi nhìn thân cây nó to ha các bạn ha nó to mà nó cao lắm các bạn ơi thật sự là mình cũng không biết nó là cao bao nhiêu mét luôn đó các bạn nó rất là cao à để mình kiếm chỗ nào đó để mà mình ngừng lại đó mình quay cận cảnh để cho các bạn thấy được là cái độ cao của nó là bao nhiêu ha chứ cái này là mình chạy xe thì mình chỉ nhìn thấy nó nó cao hung hút vậy thôi chứ mình cũng không có nhìn rõ được À, để à, mình coi có, có chỗ nào tấp vô thì mình sẽ à, cho các bạn coi rõ hơn. Rồi, đây là cái con à, cái con đường avenue of friends nè, đại lộ các ông lớn đó các bạn, cái tên đó. thì đây mình tấp vô chỗ này. ở đây đó, đây là à, gỗ đỏ đó các bạn. bây giờ các bạn nhìn đã thấy màu đã đỏ rồi ha. À, thì để mình quay cận cảnh đó từ dưới nè mình quay cao cao lên cho các bạn coi để mà à, biết được cái chiều cao nó cỡ bao nhiêu chứ mình là mình không biết nó cao bao nhiêu luôn rồi đó đó, đó nó cao lên vậy đó các bạn thấy nó cao ghê không nó cao lắm mà rất là nhiều luôn đó các bạn cao hùng hút gì ha, Đó, rồi mình quay từ trên cao quay xuống lại nè, nè, rồi bây giờ mình sẽ à, đi một vòng cho các bạn coi cái thân cây này nha, đây bắt đầu mình sẽ à, bắt đầu đi từ đây đi ha. Đó rồi mình đi vòng nè à, vòng qua bên đây đi bọc vòng qua cái thân cây nè các bạn cho các bạn coi cái thân cây nó to cỡ nào đó đi vòng vòng qua <laughs> giờ đi mình vừa quay cho các bạn coi nó bự như vậy đó các bạn đây là một tua một vòng tròn bự luôn á rồi đó các bạn thấy một vòng nó ghê chưa cái cây mà nó to như vậy đó các bạn mà à, đường thì cây cây to rất là nhiều đó, mình quay lên trên cao trên ngọn cho các bạn coi cây nào cũng như cây nấy à to mà cao nhiều lắm các bạn đây là gọi là rừng rừng gỗ đỏ cái này là gỗ quý rừng quốc gia đó các bạn họ à, bảo tồn dữ lắm à, rồi à, à, mình sẽ à, à, đá đây các bạn nhìn đỏ thấy gỗ đỏ nè thấy không à, nó nhìn à, xuyên nắng nó xuyên qua đó mình nhìn rõ được cái đó là gỗ đỏ đó các bạn nó cao đẹp ghê luôn á ở đây rừng redwood này rất là đẹp đó mình quay vòng vòng cho các bạn coi ha, cái độ cao và cái thân bự của nó rồi con đường nữa rất là đẹp luôn các bạn Đó xây vòng vòng mà cho các bạn coi nè đẹp vô cùng đẹp luôn đẹp ha các bạn ha nó dài nó cao nó thân nó bự các bạn đó nhìn nó thân nó bự ra không Ở bên trong đây còn nhiều thân cây, nhiều cái uh, thân cây nó còn to nữa đó các bạn Rồi có nhiều cây nó bị uh, ngã uh, Nó già quá rồi nó ngã đó Hoặc là nó bị uh, ăn rỗng ruột luôn đó các bạn Nhiều lắm Nó trên con đường này Nhà mình đi tiếp về già lên phía trên đây coi có mấy cái cây nào à, đặc biệt nữa không thì à, mình sẽ lại tắp vô à, dọc dọc đây nè các bạn à, nhiều người cũng à, tắp vô để coi để tham quan à, hoặc là mình có thể đi bộ nó có cái à, trèo để đi bộ đó các bạn cũng thú vị lắm cảnh đẹp các bạn ha con đường nó làm cũng đẹp mà cảnh nó cũng rất là đẹp luôn đi nó sâu hút hút vậy đó nhìn nó rất là đẹp luôn Bây giờ cho các bạn vừa nghe nhạc vừa coi nha đây đây cái thân cây gỗ đỏ này các bạn cái thân cây này nó bị à, ngã xuống rồi nó đang à, trong quá trình à, mục quá các bạn nhưng mà nó là gỗ màu đỏ gỗ đỏ nè các bạn đẹp ha để mình à, đi từ từ cho các bạn coi nè nguyên à, một cái thân cây nó bị ngã xuống đó các bạn yeah gỗ màu đỏ đẹp ghê thơm lắm các bạn thơm mùi gỗ thông á cái này giống như là củi dầu ngày xưa á. các bạn củi dầu để mình nhấm lửa đó thơm lắm bạn ừ. nè mặc dầu nó đã bị ấy rồi đó các bạn coi nè cái cái thân của nó đó ở đây là phần gốc nè mà nó nó thông lên tuốt ở phía trên luôn á các bạn cái thân cây của nó đó mà nó bị rỗng cái bên trong á mình quay cho các bạn coi nó cái cái nó bị rỗng á ở ngoài nó bị rong rêu phủ bám á mà bên trong nó bị ăn rỗng ruột luôn mình có thể chui vô thẳng ra ngoài đầu kia luôn á các bạn nó bị rỗng á mà ở đây có nhiều cây nó bị uh, rỗng như vậy lắm đó các bạn mấy cây này nó già lắm rồi mình nghĩ vậy nó già quá đó cho nên là nó mới uh, uh, mục nó rỗng ruột rồi nó mục luôn á đó. đó đây thêm cây nữa nè nó rỗng nó hỏng hóc uh, nó có cái hóc luôn á các bạn thấy không nó đây cái cái hốc của nó nè à, nó rộng lên phía trên đó ở đây là mấy cái gỗ này à, bây giờ nó, nó này nó đã mục rồi nha yeah. nó bị mục rồi chứ nó không có còn ấy nữa đó từ cái này rồi cái thân ở phía trên nè còn đằng kia là cái gốc đó các bạn mà nó bị rộng hết như vậy đó. Ở đây nó lại có một cái tên là Plegro nè các bạn. Cảnh đẹp ha các bạn ha. Mình chụp ngược từ dưới chụp lên nó nhìn đẹp ghê luôn á. Có ánh nắng nó xuyên qua nó rất là đẹp luôn. Cây cào chót vót á đứng từ dưới chụp lên nó mỗi cổ luôn á các bạn nhưng mà tại cảnh đẹp quá cho nên là mình không có thể nào mà mình không chụp được mình là rất thích ngoại cảnh cho nên là cảnh thiên nhiên cảnh rừng núi hay là sông nước nữa là rồi thôi mình thích lắm cho nên là thôi mình cứ đi thôi cứ đi cứ ngắm cảnh À, bây giờ mình à, trên đường mình đi về đi đi hết cái con đường à, đại lộ các ông lớn đó rồi giờ mình đang đi ra đi ngược trở ra nè các bạn. Đường rất là đẹp luôn. Thì à, à, các bạn thấy à, à, video này hay bổ ích thì à, hãy à, vui lòng cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha để tạo thêm động lực cho mình để mỗi ngày mình à, xuyên năng post à, po đăng lên cho các bạn những cảnh đẹp, những nơi mình đến, hầu đem lại cho các bạn những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Ha các bạn nha. Thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.